kết nối tri thức. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, dinh dưỡng, khả năng tư duy, năng suất hoạt động, sự vận hành của cơ thể, sức khỏe, giấc ngủ, khi nhìn nhận từng thứ một cách riêng biệt, chúng ta thường quên mất một sự thật rằng chúng là những thứ có sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi thành tố đều cần thiết cho một chu kỳ 24 giờ đáng sống. Bởi lẽ, một ngày không chỉ được cấu thành từ những gì mà chúng ta đã ăn, từ những gì mà chúng ta đã khoác lên người, cũng không chỉ liên quan đến năng suất làm việc trong 8 tiếng đi làm. Nó còn bao gồm cả những điều mà bạn cảm nhận, những người mà bạn tiếp xúc, những chuyện thú vị xung quanh bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Như Thảo gửi đến quý thính giả cuốn sách Chủ động mỗi ngày, thảnh thơi một đời. Sách của tác giả Aubrey Marcus do Châu Quốc Hưng dịch, sách do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành. Quý thính giả thân mến, đôi khi rất khó để chọn đúng, chúng ta có thể trở nên tham lam trong việc tích lũy tiền của, theo đuổi mục tiêu và lao động hiệu quả, làm việc hết sức, gặt hái thành quả. Nhưng bạn có biết điều gì mới thực sự tốt không? Đó là làm chủ bản thân, có được niềm vui, tình yêu và những tiếng cười. Thực sự kết nối với cuộc sống này, chúng ta phải lựa chọn để vui chơi, lựa chọn để kết nối, lựa chọn để trở nên hạnh phúc. Một trong những mục tiêu chính của tác giả Aubrey Marcus khi viết quyển sách này là giúp bạn làm chủ cuộc sống của mình. Và để làm được điều đó, bạn cần làm chủ từng ngày một. Xuyên suốt quá trình đọc Chủ động mỗi ngày, thảnh thơi một đời, bạn sẽ có đủ lựa chọn để sống từng ngày thật trọn vẹn. Chúng ta cần vượt qua khuynh hướng dồn mọi nỗ lực của bản thân và một mục tiêu xuyên suốt một khoảng thời gian. Thay vì đặt mục tiêu linh động mỗi ngày, hãy quan sát các chương trình thay đổi bản thân ở ngoài kia. 12 ngày detox, 28 ngày giảm cân, 40 ngày giác ngộ, 90 ngày để trở thành phi hành gia. Chúng mang lại cho bạn điều gì? Một chế độ ăn kiêng mà 95% người tham gia không thể theo nổi, hoặc những mẹo giúp bạn tăng năng suất làm việc qua email. Nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy một hoặc hai lời khuyên hữu ích để áp dụng trong một hoặc hai tuần. Nhưng có sự thay đổi nào thực sự diễn ra không? Tôi cho là không, ngoại trừ việc khiến cho mọi thứ mất cân bằng trong suốt khoảng thời gian của bạn đang cố gắng theo đuổi một thân hình tám múi. Hãy cùng đi tìm sự thật và làm mọi thứ khác đi. Tập trung vào từng thành tố trong vòng 24 giờ trong một ngày. Bạn cần phải học bò trước khi học chạy, và một ngày là đơn vị để bắt đầu. Nếu muốn làm chủ cuộc sống của mình, bạn cần làm chủ từ ngày một. Xuyên suốt quá trình đọc quyển sách này, bạn có thể chuẩn bị để sống từng ngày thật trọn vẹn. Hãy đánh dấu trên lịch, tư duy một cách đúng đắn, ăn uống một cách hợp lý và thay đổi. Bạn sẽ không phải sống một cuộc đời ngày nào cũng như ngày nào nữa. Việc làm chủ từng ngày bạn sống là chất xúc tác để hình thành những thay đổi có ý nghĩa. Đó có thể là thói quen mỗi sáng của bạn, có thể là cách bạn chuẩn bị đi ngủ, có thể là cách bạn lái xe đến chỗ làm, hoặc cũng có thể là cách bạn ăn, cách bạn luyện tập, có thể là mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải thay đổi từng thứ một. Khi bạn đã làm được điều này, mỗi ngày đều là một ngày khác. Những điều được viết ra trong sách có thể hết sức dụng chặt, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy khi tích tụ dần mới có thể mang lại hiệu quả to lớn. Suy cho cùng, đó mới chính là nguyên lý của sự tiến hóa. Có bao nhiêu lựa chọn bạn cần phải quyết định mỗi ngày
ăn pizza hay tự nấu, uống soda hay nước khoáng, đi tập thể hình hay không nên. Chắc hẳn chúng ta đều phân vân trước những chuyện như vậy mỗi ngày. Bạn có thể dễ dàng quyết định và chọn một trong hai thứ. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi thói quen của bản thân trong vòng 20 phút sau khi thức dậy, hoặc thử ăn một bữa sáng giàu chất béo và ít đường, bạn có thể được đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác so với trước đó. Vì bạn đã đi tập thể hình, nên buổi tối bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bạn có một giấc ngủ ngon, bạn thức dậy với nhiều hứng khởi và năng lượng. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn tích cực và đúng đắn. Điểm trọng tâm ở đây là một thay đổi. Một ví dụ tiếp theo, bạn chỉ cần thay đổi món ngũ cốc bằng một quả bơ, mọi thứ trong ngày của bạn sẽ khác đi, một tuần của bạn sẽ khác đi, và có thể là cả tháng ấy cũng sẽ khác đi. Quý vị thân mến, Nick Saban, một trong những huấn luyện viên bóng bầu dục vĩ đại nhất trong lịch sử các trường cao đẳng, thường yêu cầu các học viên của mình tuân thủ một thứ mà ông gọi là quá trình. Ông cho rằng, cơn kiệt sức thường sẽ ập đến trong vòng 7 giây. Nếu muốn giành chức vô địch, vận động viên cần tập trung vào đơn vị đo lường nhỏ nhất, đó là 7 giây. Đừng chú ý đến toàn cảnh, chỉ cần tập trung vào mục tiêu của mình. Đó là những gì ông ấy nói. Tập trung vào những gì trước mắt bạn, tập trung vào những thứ bạn có thể giải quyết được. Hãy tập trung vào cái nhỏ nhất. Nói cách khác, những điều lớn lao sẽ được hoàn thiện từ những điều nhỏ nhất. Đó là phương hướng tiếp cận của chúng ta. Cách để làm chủ cuộc sống chính là làm chủ từng ngày mà ta sống, chính là ngày hôm nay, vì đó là tất cả những gì ta đang có. Bạn hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần chúng ta sống tốt một ngày là tương đương với việc chúng ta sẽ sống tốt chục ngàn ngày. Một khi bạn làm chủ được 24 giờ, bạn sẽ làm chủ được cả cuộc đời mình. Mọi chúng ta, theo một cách nào đó, dường như đều bước lệch khỏi hành trình sống tối ưu của mình. Đó là bản chất của thế giới mà ta đang sống. Bởi thế, chúng ta cần chiến đấu mạnh mẽ để chống lại lực xô đẩy đó. Nếu không, ta sẽ mãi mắc kẹt trong cuộc sống của chính mình. Tác giả hiểu được điều này từ trải nghiệm của bản thân. Để có thể làm chủ cuộc sống của mình, tác giả quyết định chấp nhận những gì mình đã làm. Tác giả tìm hiểu rất nhiều thứ, trò chuyện với những người mà tác giả có thể gặp, thử rất nhiều lần cho đến khi tìm được những công cụ và bài tập giúp tối ưu hóa con người một cách toàn diện. Điều đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện là kiểm tra một ngày trọn vẹn. Bạn làm gì khi thức dậy? Bạn ăn cái gì? Bạn có hấp thụ đủ vitamin không? Bạn có những cơn căng thẳng tích cực và biết cách tránh những cơn căng thẳng tiêu cực không? Bạn có tận dụng được thời gian chết khi lái xe đi làm không? Bạn hạ nhiệt sau một ngày như thế nào? Những thứ đó sẽ cộng lại trở thành một bức tranh lớn. Dù bạn là một võ sĩ chiến đấu trên khán đài hay là một vũ công khiêu vũ trước hàng triệu người, những chi tiết nhỏ nhặt ấy cũng có thể xác định sự thành công hoặc thất bại của bạn. Nếu bạn là người hùng của gia đình, người phải làm việc cực lực để nuôi sống cả nhà hoặc đang xây dựng sự nghiệp của mình, thì những chi tiết đó chính là điểm mấu chốt giúp cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn hoặc tẻ nhạt, xám xịt hơn. Để giúp bạn dễ dàng nắm được quá trình làm chủ một ngày, tác giả đã lặp lại những công thức tương tự xuyên suốt quyển sách này. Trong mỗi chương, tác giả luôn bắt đầu với một tình trạng thất thế, bởi vì chúng ta đều từng rơi vào trạng thái ấy, bị nhấn chìm giữa những cơn sóng của cuộc đời. Sau đó chúng ta sẽ giành quyền làm chủ. Bạn cần có kiến thức và những mệnh lệnh cụ thể để tạo ra những thói quen tích cực và lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta có thể thực hiện từng phần nhỏ từ những gì mình đã biết, chúng ta sẽ có một thân hình cân đối. Đôi khi bạn sẽ cần những nhắc nhở nhỏ để thoát khỏi sự chây lười. Cuối cùng, tác giả thiết kế một bản kế hoạch dành riêng cho một ngày của bạn, giúp bạn có thể làm chủ nó hoàn toàn. Bạn có thể bắt đầu trong tuần tới, tháng tới hay trong quý tới. Khi đọc quyển sách này, hãy áp dụng mọi phương pháp nào mà bạn cảm thấy có thể áp dụng. Việc đó sẽ giúp bạn loại bỏ nhiều rắc rối và giúp bạn từng bước tiến tới việc làm chủ một ngày.
quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Chủ động mỗi ngày, thảnh thơi một đời tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.